Trung Kim Ô Tô chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay em có đến chỗ này là Nam Định này, em giao cho anh tên là gì ạ? Anh Thiện à? Anh Thiện là anh nhân của thầy đúng không? Em giao cho anh Thiện một chiếc xe Uy Huyền thoại 100 biển 32 cổ này, 6969 là anh nhận ủng hộ thầy của anh ấy. Thì em hỏi anh là khi em đến giao xe này, tất cả như trên video nó đã và tất cả video đã đăng, anh ấy thử máy kiểm tra, thì anh cho em xin cảm nhận xe thế nào? Nói chung là dín hết, chỉ một vài cái nhỏ nhặt thì không nói. Mình cũng xem và ghi lại cho bên mình mấy chiếc rồi. Vâng ạ. Nên cái lòng tin là từ đây này cả rất uy tín. Vâng ạ. Cảm ơn là em trước kia với tôi. Em cảm ơn Thiện rất nhiều. Anh chúc anh thật nhiều sức khỏe cả đời nhé. Anh chúc anh cố gắng thật nhiều sức khỏe đi theo thầy nhé. Anh nhận anh có đăng ký giúp thầy. Anh nói thầy với em. Và đây nhá, trước mặt anh luôn, trước mặt anh này nhá. Đây là một chiếc xe Uy Huyền thoại 100. Anh em có nhớ cái biển em che đi không? Em mua bác trai bác gái là 61 triệu không? Em đã che biển đấy đi này, biển 2X này, 001004, 0104. Em mua công khai đấy là 61 triệu, em nói rồi đấy. Thì bây giờ là em nhận lại chiếc xe này, bù trừ cho thầy chiếc xe này. Và em riêng thầy em trừ đi 10%. Thì có nghĩa là trừ đi 10%. Thì nếu anh em nào mua chiếc xe này, em lại vẫn cộng lại giá công khai là 3 triệu thôi. Thì anh em đang có lãi nhá. Và như thầy đã vào thêm bình xăng Nico này, hơn mấy triệu nữa tổng thầy lên là số tiền là em có công khai hết rồi. Vì ở đây không tiện nói nhiều, thì nếu anh em ưng chiếc xe này thì đấy, tất cả mọi thứ đã đồ như em tải trên mạng, chỉ là thầy vào cái bình xăng zin cốt zin thôi, mất thêm tiền thì ta vào thế thôi, còn tất cả vẫn như trên video. Thì em lại cộng công khai của thầy giá gốc em nhập vào cộng cà phê 3 triệu, có nghĩa là anh em đang có lãi nhá. Trước kia có bác nào mà điện cho em chiếc xe này này, có bác nào điện cho em chiếc xe này bạn kia ơi, chiếc xe này còn không thì mà bán rồi đấy, em mà bán rồi đấy, thì bây giờ em lại mua lại, em đổ sang chiếc xe cao cấp hơn cho thầy. Anh em nhập đấy thì em công khai anh thì chúc em chuyển khoản số tiền cho anh, số tiền còn nặng còn vì thầy chuyển hết tiền này cho em rồi. À, trước đây là cảm ơn anh nhé. Ok, anh em chúc em thành công thôi, để song với nhau để em vào song song đấy, để mọi người biết là đấy này, không nhiều người không hiểu đấy, chúng ta hay là xe lỗi gì mà này lại giả lại cũng không phải, đây là để nên xe cao cấp hơn. Như bắt anh nhìn con này khác hẳn đúng không? Đúng rồi. Tức là con này cũng là đẹp rồi, nhưng mà với số tiền của con này nó gấp, nó thêm 20 triệu nó phải hết cho anh, đúng không anh? Cái bắt tay gái nhá. Ok, mấy phút được không? Được, gần 3 phút rồi. Ok, cho đủ 3 phút nên lên video cho nó chẵn. Đây một lần nữa là em nhắc lại nhá, nếu anh chị em nào có nhu cầu mua chiếc xe biển 26K101004 mà cách đây tầm 20 ngày đấy, em có mua của hai vợ chồng bác trai là từ 75 xuống 70 xong rồi xuống là 61 thì đấy em công khai đấy. Thì bây giờ là em lại công khai em bán lại chiếc xe này, không phải vì lỗi mà chỉ vì là anh ấy lên đời thôi, đây là anh lên đời, anh yêu thầy lên đời đúng không ạ? Đấy thì anh đi chiếc xe này thì trước giờ có vấn đề gì không ạ? Xe này nó rất thầy nhà mình đi rất là ưng ý và thầy muốn mà nâng đời lên, nâng lên cao cấp hơn, ngoan hơn đấy. Ai nếu mà ai cũng đạt có cái niềm đam mê, ai cũng đi lên, chẳng ai cũng đi xuống cả đấy. Nhưng mà không phải chiếc xe này nó lỗi em, nó có vấn đề gì cả, mà đơn giản là cái túi tiền của anh em tầm nào chưa tầm đấy, có những người có 20-30 triệu sao, những người 10 triệu sao. Ok nhé anh em nhé. Đấy thì một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, anh xin lỗi tay em quay qua vòng cho anh em được. Đây anh em nhé, đây là lên đời chiếc xe này. Đây xe đây anh em này, quay lại vòng cho anh em này. Hơi đầu bò đấy nhá, đây em cái mic đây, ngao bỏ cái mic đây, đây đưa cái mic đây để em tập trung quay cái này. Đây hơi đầu bò đấy anh em nhá. Đấy, thầy về thầy đi ít lắm, thầy không gần như không đi đến anh em, có khi từ hôm đấy giờ thầy đi giỏi lắm mà 10-20 cây anh em. Quay kỹ lại nhá, lốc này đấy. Con này nếu anh em mua là anh em vẫn đã có lãi đấy. Đây bình xăng zin cốp zin nhá, bình xăng zin cốp zin này. Đấy, bình xăng zin cốp zin hết này, khít khít này. Đấy, thụt này, thụt cái này quá đẹp luôn nhá, không tiếc anh Thiện mà xem cái thụt này quá đẹp luôn này. Đấy, này lốc này, vành zin sáng quắng này nhá, chân nano chỉ nhá. Đấy anh em nhìn kỹ nhá, này lốp trước vẫn bị zin này, lốp trước inu zin này. Đây rè này, rè anh em đã chấp nhận được là rè ngon rồi đúng không? Đấy, đây xinh nhan này, quay lại vòng nữa xinh nhan này, mềm nhũn này. Đấy, hai đèn vành đèn zin này, đẹp long lanh nhá. Đấy, khóa một chìa KGD này. Đấy, đồng hồ đẹp, siêu đẹp luôn anh em nhé. Đấy, cùng tắc vàng chóe này.
Đấy, tay nắm zin hết này. Bình xăng zin này. Lòng con này quá đẹp mà khóa một chìa nhá. Em quay qua lại thôi. Bô này không chữ này. Đấy, anh em nhìn cái máy rơ sau rất đẹp nhá. Bánh sau zin sáng quắng nhá anh em nhìn này. Anh em nào mua chiếc xe này này vừa được lộc của thầy mà vừa là được rẻ hơn giá trị thị trường đấy này. Lốc, tem, sơn này, zin hết này. Còn hoạt động xanh đét anh em nhá. Đấy. Lốc này. Đây thầy về cũng đủ sầu sạch sẽ này. Đây anh em nhìn cái thụt này là phê nhất này. Chiếc xe này nếu anh em mà lấy này vừa được lộc của thầy mà vừa được và được có nghe ví dụ anh em hình dung như này nhá. Ví dụ anh em nào mà mua xe nhà em, ví dụ thế, ví dụ em bán ra là 10 triệu chẳng hạn, thì em mua lại em chỉ mua lại 5 triệu, nhưng lại chỉ bán ra 7 triệu thôi. Đấy, nhưng để quá 3 ngày em lại bán con này đúng giá cũ nha anh em nhé. Đấy, ok, à, con này đẹp mà anh em này, con này đẹp này, anh nhìn đẹp không em? Đấy, siêu đẹp luôn này, này, dín hết này, đau mùa này, đây là thấy lên đời anh em nhé, đây là thấy lên đời, anh em nghe rõ nhá, lên đời đẹp hơn. Ok, anh em nhớ cho em biển số nhé. 26K101004. Nếu em đăng chiếc xe này lên, nếu anh em mà ngày xưa có xem chiếc xe này rồi của hai vợ chồng bác trai thì alo thật nhanh cho em. Em ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra xe đúng như em tả mới trả tiền. Mà con này thì lấy tay dẫn nhẹ lổ anh em nhé. Em không tiện nổ ở đây nhưng mà lấy tay dẫn nhẹ lổ. Có tất cả có video hết công khai rồi. Đấy. Ok anh em nhé, em tạm dừng video. Em chào tất cả anh em.